chào mừng đến với hồ sơ tuyệt mật. Tiểu sử ông bầu Nguyễn Đức Thụy, người vừa lên tiếng sẽ cư mang Hồ Văn Cường. Liệu Hồ Văn Cường có vươn lên được như Ngọc Sơn? Chúng ta cùng tìm hiểu về tiểu sử của ông nhé. Ông Nguyễn Đức Thụy hiện là một trong những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán với vị trí thứ 6, tháng 3 năm 2021. Và hiện là người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản gần 1 tỷ USD. Bầu Thụy vừa tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học. Ông là chủ tịch tập đoàn Thai Group và là người nổi tiếng, từ khi còn là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam 2011 là câu lạc bộ bóng đá xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam, và đặc biệt là thú vui chơi xe với việc sở hữu nhiều xe sang và các thương vụ mua bán gây xôn xao dư luận. Nguyễn Đức Thụy cũng là doanh nhân trẻ nằm trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009, nằm trong top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2013 và đến tháng 3 năm 2021. Nguyễn Đức Thụy vươn lên đứng thứ 6 trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đã có thời điểm ông Nguyễn Đức Thụy vươn lên top 4 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ở Ninh Bình, tầm ảnh hưởng của hai tập đoàn doanh nghiệp Xuân Thành và Xuân Trường là rất lớn. Thông tin cá nhân. Nguyễn Đức Thụy sinh ngày 11 tháng 9 năm 1976 tại Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình, là con trai thứ 2 của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành. Chức danh cao nhất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xuân Thành Dân Tộc, Kinh Quốc tịch, Việt Nam, chỗ ở hiện tại, 32 một khu biệt thự Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Gia đình, có vợ hiện làm việc ở đài truyền hình Ninh Bình. Hoạt động, ông bầu bóng đá. Cuối mùa bóng 2010, sau khi không thể đưa Xuân Thành Hà Tĩnh thăng hạng nhất bằng cửa chính, tập đoàn Xuân Thành đã mua lại suất chơi giải hạng nhất mùa tới của Hòa Phát B và V. Một đội bóng này đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành và chọn thành phố Hồ Chí Minh làm đại bản doanh. Là đội bóng mới của giải hạng nhất nhưng Sài Gòn Xuân Thành bỏ ra hàng chục tỷ đồng thu hút hàng loạt ngôi sao đến đầu quân như Minh Đức từ Hải Phòng, Phước Tứ TNT, Sĩ Mạnh Ninh Bình, Đình Luật Navibank Sài Gòn, Duy Quang Hoàng Anh Gia Lai và Huỳnh Kesley Anvet Bình Dương, và giám đốc điều hành Trần Tiến Đại. Với những nhân tố mới, Sài Gòn Xuân Thành được ví như một tuyển quốc gia thu nhỏ. Trong buổi lễ xuất quân, chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành Nguyễn Đức Thụy không giấu mục tiêu thăng hạng V-League ngay trong mùa tiếp theo. Những gì đã đầu tư cho thấy rõ mục tiêu của Sài Gòn Xuân Thành là có mặt ở V-League 2012. Ước tính trong 2 năm, bầu Thụy đã bỏ ra khoảng 170 tỷ đồng đầu tư lực lượng giúp Sài Gòn Xuân Thành vô địch giải hạng nhất 2011, hạng 3 V-League 2012 và vô địch cúp quốc gia 2012. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, bầu Thụy từ chức chủ tịch đội bóng và sang năm 2013, đội bóng này bị giải thể. Ở một câu lạc bộ hạng nhất khác, Nguyễn Đức Thụy cũng đóng vai trò ông bầu là bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam. Trước khi về với thành phố Hồ Chí Minh, cái tên Xuân Thành từng được gắn tạm với Quảng Nam, sau đó chuyển giao lại cho bảo hiểm Thái Sơn, một công ty thành viên của tập đoàn Xuân Thành. Đây chỉ là một hình thức lách luật để hợp thức hóa vị thế đồng chủ của bầu Thụy. Là ông bầu bóng đá hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, ông Nguyễn Đức Thụy còn được gọi là bầu Thụy hiện là người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản gần 1 tỷ USD. Bầu Thụy vừa tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học. Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp trường Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Từ năm 2003 đến năm 2006, ông làm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hạnh. Từ năm 2007, ông làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Xuân Thành, sau này được đổi tên thành tập đoàn Thai Group. Đây là tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Ninh Bình. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng và đã tạo nên nhiều công trình trọng điểm của Ninh Bình như trung tâm thương mại Chợ Rồng Ninh Bình, khách sạn Hoa Lư, khu nhà thi đấu đa năng, sân vận động Ninh Bình, trụ sở của cơ quan tỉnh ủy, ủy ban nhân dân Ninh Bình, nhà máy xử lý chất thải, bệnh viện đa khoa Ninh Bình. Năm 2010, ông Nguyễn Đức Thụy lấn sân bóng đá khi mua lại suất hạng nhất của VNV Hòa Phát và chuyển giao cho Hà Tĩnh. Câu lạc bộ sau đó chuyển trụ sở vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành. Cũng từ đó ông được mọi người gọi với cái tên bầu Thụy, theo cách mà nhiều ông bầu khác được gọi như bầu Kiên, bầu Đức, thực hiện hóa tham vọng đưa Sài Gòn Xuân Thành trở thành một thế lực lớn của làng bóng đá. Bầu Thụy đã ngay lập tức bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp đội bóng, đồng thời chiêu mộ hàng loạt ngôi sao vào thời điểm ấy như Minh Đức, Phước Tứ, Duy Quang, Huỳnh Kesley Anvet. Ước tính trong 2 năm, bầu Thụy đã bỏ ra khoảng 170 tỷ đồng đầu tư lực lượng giúp Sài Gòn Xuân Thành vô địch giải hạng nhất 2011, hạng 3 V-League 2012 và vô địch cúp quốc gia 2012. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, bầu Thụy từ chức chủ tịch đội bóng và sang năm 2013, đội bóng này bị giải thể. Năm 2011 đến 2019, bầu Thụy làm phó giám đốc ban tài chính kế toán công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành. 2011 cũng là năm ông bắt đầu làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Thai Holding. Năm 2012,
Bầu Thụy chi hàng trăm tỷ đồng để thâu tóm 81,5% vốn của công ty chứng khoán VIX và đổi tên công ty này thành chứng khoán Xuân Thành, đồng thời lên ngồi ghế chủ tịch. Tuy nhiên, sự nghiệp chứng khoán của ông không mấy suôn sẻ và phải nhượng lại cổ phần tại công ty này cho các nhà đầu tư khác, rời ghế chủ tịch năm 2014. Năm 2015, Bầu Thụy chi 1.000 tỷ đồng để thâu tóm và làm chủ tịch công ty cổ phần du lịch Kim Liên, doanh nghiệp sở hữu khách sạn Kim Liên trên khu đất vàng Đào Duy Anh, Hà Nội. Về tay Bầu Thụy, khách sạn Kim Liên thoát cảnh thua lỗ nhưng lợi nhuận cũng không quá lớn. Cách đây một năm, khách sạn Kim Liên lên kế hoạch huy động tới 14.000 tỷ đồng để triển khai dự án khu phức hợp trên chính khu đất vàng này. Theo thông tin hồi đầu năm nay, Thai Holding sẽ bắt tay tập đoàn Samsung để thực hiện dự án này. Năm 2017, Bầu Thụy làm chủ tịch công ty Anplep Phú Quốc, công ty phát triển dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng diện tích 350 ha tại xã Bãi Thơm, đảo Phú Quốc. Năm 2020, Bầu Thụy thôi làm chủ tịch tại một loạt các công ty gồm Thai Group, Thai Holding, Du lịch Kim Liên và Anplep Phú Quốc. Đến năm 2021 vừa qua, Bầu Thụy bắt đầu cuộc chơi ngân hàng khi gia nhập hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt với vị trí phó chủ tịch. Bầu Thụy được nhiều người kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho ngân hàng. Trên sàn chứng khoán thời điểm hiện tại, Bầu Thụy đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 1 tỷ USD với cổ phiếu của Thai Holding và Liên Việt Postbank. Cụ thể, Bầu Thụy nắm giữ 34 triệu cổ phiếu LPB và 85,9 triệu cổ phiếu THD, tương đương giá trị 20.420 tỷ đồng. Khối tài sản này giúp Bầu Thụy lọt vào top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại tập đoàn Xuân Thành, tập đoàn Xuân Thành được hình thành từ công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xuân Thành. Tiền thân là hợp tác xã xây dựng Bình Minh thành lập năm 1976 tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh do Nguyễn Xuân Thành làm chủ nhiệm. Hiện nay tập đoàn có địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Vốn điều lệ ban đầu 2.500 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Xuân Thành chiếm 2.875 tỷ đồng. Đến năm 2007, Xuân Thành Group do Nguyễn Đức Thụy làm chủ tịch bao gồm 14 công ty thành viên. Tập đoàn Thai Group đang đầu tư nhiều dự án lớn như khách sạn 5 sao Park Hyatt tại 17 Tôn Đản, Hà Nội, các nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam, Thạnh Mỹ Quảng Nam, Minh Tâm, Bình Phước, Cai Tô Hà Tiên Kiên Giang, nhà máy phân lân DAP Lào Cai, khu tổ hợp Thao Xuân Thành tại Ninh Bình, cảng xuất nhập khẩu Ninh Phúc và rất nhiều công trình lớn khác, vụ khách sạn Kim Liên. Ông Nguyễn Đức Thụy, Bầu Thụy được nhắc đến nhiều khi đòi mua chọn khách sạn Kim Liên qua Thai Group tiền thân là công ty cổ phần Xuân Thành Group trong những ngày cuối cùng của đợt đăng ký. Với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, Thai Group được đánh giá có nhiều tiềm năng trong cuộc đua này. Theo nhiều nguồn tin, trong phiên đấu giá chọn lô cổ phần của khách sạn Kim Liên sáng ngày 23 tháng 12, Năm 2015, Bầu Thụy chính là đại gia mạnh tay chi hơn 1.000 tỷ đồng để giành phần thắng chung cuộc. Thú chơi xe. Nguyễn Đức Thụy là người nổi tiếng chịu chơi, với việc sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, ba Rolls-Royce Golf và một Maybach 62S và các loại Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Range Rover, Lexus LS600HL, LX570, X54.8. Cuối tháng 3 năm 2012, tập đoàn Xuân Thành tiếp tục mang về bộ đôi xe siêu sang Maybach 62S thứ hai và chiếc Rolls-Royce Phantom rồng, trị giá khoảng 1,4 triệu USD một xe, tương đương gần 60 tỷ đồng. Tổng giá trị của 6 chiếc xe siêu sang này là hơn 100 tỷ đồng. Đến năm 2012, các đại gia Ninh Bình đã chính thức sở hữu tới 7 chiếc xe Rolls-Royce và đưa Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh thành có nhiều xe siêu sang nhất Việt Nam. Bất ngờ hơn là, Bầu Thụy muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, thẳng thắn bày tỏ, ekip Phi Nhung không còn giá trị. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học, ông Bầu sở hữu tài sản nghìn tỷ nhắn nhủ Hồ Văn Cường. Lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và phía quản lý cố ca sĩ Phi Nhung trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận những ngày qua. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ nguyện vọng muốn dọn ra riêng và chấm dứt hợp tác với phía công ty cũ, câu chuyện này hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ông Bầu bóng đá Nguyễn Đức Thụy đăng đàn cho biết muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường, ăn học và xây dựng cho nam ca sĩ ekip như danh ca Ngọc Sơn. Bầu Thụy chia sẻ, mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học. Thông tin Bầu Thụy đánh tiếng muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm của nhiều người. Mới đây, ca sĩ Long Nhật cũng hé lộ có một vị đại gia ở miền Tây muốn giao cho nam ca sĩ gốc Tiền Giang căn nhà 5 tầng ở mặt đường quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, có không ít đại gia,
muốn đứng ra lo lắng cho Hồ Văn Cường trên con đường ca hát và học tập sau lùm xùm với phía quản lý ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn chưa có động thái phản hồi trước những thông tin này.